Xin chào thầy và các bạn. Xin hôm nay xin trình bày về tập 7, đó là cái mạch bén sản phẩm như hình. Đây thì phần cứng của em. Em sẽ đi sẽ nói với port D. Bên đây thật anh nói vào port A. Phím sensor nối với RA4 và mắt treo lên với tụ điện trở. Phía port B trên thì được nối với cái phím up down start. Phím up down start được nối với B5, B6, B7. Sau đây là phần cốt. Đây dùng hàm chống dội. Đầu tiên ta khai báo các mã LCD từ 0 tới 9 thì ta sẽ dùng LCD. Tiếp theo tên định nghĩa các chân của LCD là RS, RW và E là pin E0, pin E1, pin E2 và định nghĩa LCD là output và D. Theo đó ta định nghĩa một cái thư viện LCD. À, ta phải báo chân RSL pin F0 sẽ hiện như sau: if NF định nghĩa và cuối cùng NF. Lượt đối với chân RW ta định nghĩa là pin M1 và chân E định nghĩa là pin E2 và cũng tiếp theo là OCD chân output D. Theo ta định nghĩa cho cái định nghĩa cho cái function set listen alert. Tiếp theo là hàm con chương trình tên là LCD command, dùng biến mã điều khiển. LCD command thì trên RS về mức 0, output mã điều khiển, output trên E. Tiếp theo là chương trình LCD data này trên RS về mức 1, ta khởi tạo mã hiển thị, output LCD hiển thị ở mức output 2 LCD và bắt đầu LCD. Tiếp theo là chương trình LCD setup. Thì chân E trên RS sẽ về mức 0 và ba chân sẽ về mức 0. Nó sẽ chạy LCD command function set LCD control degree and control move. Tiếp theo ta định nghĩa cái lệnh xóa màn hình LCD. Clear. Sau khi đếm được thì nó sẽ thực hiện lệnh clear. Và tiếp theo đó ta sẽ định nghĩa các phím nhấn up down start là pin B5, pin B6, pin B7. Ta khai báo các biến, biến đếm, biến sản phẩm, biến giá trị, biến cờ. Thực hiện chương trình là kiểm tra giá trị đạt. Ta cho LCD chạy từ ở hàng thứ nhất. LCD command gọi 8D. Ta cho nó hiển thị LCD data giá trị hàng chục hàng đơn vị. Thế là chạy cho chương trình ta chương trình hiển thị sản phẩm, thì đếm sản phẩm cho LCD command là nó để ở hàng thứ hai của CD. LCD data biến mã sản phẩm, biến mã LCD sản phẩm hàng chục hàng đơn vị. Cái chương trình chính là ta cái tạo D, E và B. B và B thì nó ba port, ba chân đầu vào thì nó sẽ tạo biến cờ bằng 0, biến kéo điện chế điện trở cho phím nhấn. Ta cái là
đặt cái timer là set timer về 0. Chạy vô đi setup. Nếu cờ mà bằng 0 thì nếu cờ đi bằng 0 thì sẽ lệnh actually command. Nếu mà cờ không là tức là khi ta khởi động chương trình actually command hiển thị nhấn nút start quay chu. Và đây là hàm chống dội, nó sẽ chờ ta nhấn nút start thì cờ lên 1 thì SC command nó sẽ xóa cái chữ nhấn nút start này. Sau đó thì nó sẽ hiện ra giá trị đạt và số sản phẩm. Lần lượt SC command 0x80 và SC command 0x0. Ban đầu thì giá trị đạt nó sẽ bằng 20. Sẽ bằng 20, giá trị bằng 20. Nếu cờ nó bằng 1 thì get timer 0 hiển thị trên sản phẩm. Và tiếp theo nếu nhấn nút up thì nó sẽ chờ và chống dội. Nếu up nhỏ hơn 30 thì giá trị tăng lên 1 và hiển thị ra đếm từ 20 đến 30, tính nhỏ hơn 30. Tương tự như nhấn down thì nó sẽ chờ và giá trị nó sẽ down tới 20, từ 29 đến 20 cũng hiển thị ra giá trị down. Nếu mà sản phẩm bằng giá trị thì nó sẽ thực hiện xóa tất cả các chữ trên LCD và hiển thị trên LCD là đã đủ số lượng LCD command 0x80 hàng thứ nhất. Thì ta nó in ra đã đủ số lượng. Và tiếp theo nó sẽ in ra đó là giai đoạn thứ hai, đó là đề nghị đóng gói, delay và sau đó xóa và delay tiếp, sẽ nhảy tiếp, rồi nên chạy chương trình. Ban đầu chưa nhắn gì hết mà hiện nhấn nút start. Nhấn nút start rồi thì nó sẽ giá trị đạt số sản phẩm bắt đầu từ 20 và số 0 mình đã khởi tạo. Nhấn up đếm lên, nhấn down đếm xuống tới 20. Khi nhấn sensor thì nó sẽ đếm số sản phẩm. Nếu mà số sản phẩm bằng giá trị đạt thì nó sẽ hiện ra câu lệnh đã đủ số lượng. Đây, tôi thử lại. Đây là nhấn start, nhấn up đến 30 là dừng, không bấm nhấn không nhấn được nữa. Nhấn down và nhấn sensor đếm số sản phẩm. Đúng khi bằng giá trị thì nó sẽ thông báo đã đủ số lượng để đóng gói.